chuyện rồi hay sao? Đi chùa ve chai mua kiếm cho hai xu vậy bác? Không phải đâu, mẹ hiểu lầm rồi. Ba rủ con đi tham quan 18 tầng địa ngục cho biết mà con sợ quá không dám đi, thành ra ba phải mua kiếm cho con cầm theo để bớt sợ đó mẹ. Ủa chơi kỳ vậy, xu mới tới cổng địa ngục mà chạy ra rồi. Không được mẹ ơi, con đi ba cha con sợ lắm, con phải rủ bà ngoại đi chung. Ngoại ơi, ngoại đâu rồi? Bà ngoại ơi, bà ngoại đi chung với xu đi chứ, xu sợ quá à. Tưởng gì để bà ngoại đi chung với xu. Có gì đâu mà sợ, em Cherry còn đòi đi theo nữa mà. Đứa nào bật cái nhạc nghe ghê quá vậy? Mẹ ơi, xu thắc mắc cái này nè, tại sao người ta nói 18 tầng địa ngục mà không phải là 12 hay là 3 tầng địa ngục cho nó ngắn ngắn, mà nó dài thòn lòn 18 tầng đi muốn mệt xỉu luôn á mẹ. Bà Xu hỏi câu hỏi mà mẹ cũng khó trả lời ghê. Mỗi tầng địa ngục là một hình phạt khác nhau, từ thấp tới cao đó con. Ví dụ như ai nói dối với ba mẹ nè, bất hiếu với ba mẹ nè, không chăm chỉ học hành nè, rồi con trộm cắp làm điều xấu thì sẽ xuống tay đó Xu. Trời ơi là trời, vào 18 tầng địa ngục sao không mở nhạc Tết mà mở cái nhạc gì nghe hết hồn luôn à. Xu nghe mẹ nói mà Xu sợ quá, phải ăn một miếng cho bình tĩnh, kiểu này Xu phải làm người tốt thôi.